họ được đầu tư rất mạnh. Và đây là lứa cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều năm nay. Và có rất nhiều cầu thủ đã vô địch giải U19 châu Á cách đây 4 năm. Công Phượng và Phan Văn Đức đã phối hợp với nhau rất tốt ở trận đấu gặp U23 Iraq. Trong hiệp 1 của trận bán kết này thì U23 Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Đường truyền của Xuân Trường. Chúng ta cùng chờ đợi một món quà bất ngờ nữa mà huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình dành cho đối thủ. Đối thủ rất mạnh ở trận đấu ngày hôm nay. Đội bóng Tây Á thứ 3 liên tiếp mà U23 Việt Nam phải đối mặt. Cơ hội cho chúng ta, cú đá của Quang Hải. Mặc dù đó không phải là một cú đá chính xác nhưng nó đang tiếp thêm sự tự tin với những phút đầu nhập cuộc, có thể sẽ mang đến những bất ngờ cho U23 Qatar. Bước vào trận đấu này thì U23 Việt Nam bất lợi hơn đối thủ của mình vì chúng ta được nghỉ ít hơn U23 Qatar một ngày. Hơn nữa chúng ta lại phải thi đấu trận tứ kết kéo dài tới hơn 120 phút. Cả hai hiệp phụ và cả loạt sút lần lưu hết sức căng thẳng. Kỹ thuật cá nhân của cầu thủ U23 Qatar là rất tốt, khi phần lớn đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện Aspire. Lối chơi của U23 Qatar cũng rất khác Syria và Iraq. Rất hay! Đó là một trong những sự khác biệt của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Văn Thành đang là một trong 5 cầu thủ đã thi đấu tất cả các phút của chúng ta tại giải đấu lần này. 5 cầu thủ đã chơi trọn 390 phút tại giải U23 châu Á năm nay đến lúc này là thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, trung vệ Đình Trọng, hậu vệ Văn Thành và tiền vệ Xuân Trường. Không giống như Iraq, Qatar chơi bóng nhỏ và bóng sệt. Đúng vậy, dù đội bóng này cũng có thể hình phải nói là rất tốt, giống như những đội bóng Trung Đông khác. Đỗ Duy Mạnh, Xuân Trường. Chúng ta đang đá trận bán kết đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2018 với U23 Qatar. Trận bán kết thứ hai của giải đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa đương kim Á quân U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan. Đội bóng đã có một giải đấu rất hay cho tới lúc này. Akram Afif, một trong hai cầu thủ của U23 Qatar đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bỉ và là một trong hai ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar cùng với tiền đạo số 19 Anmoes Ali, vừa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải đấu năm nay với 5 pha lập công. Trước khi bước vào trận đấu này lại là một pha cắt bóng rất hay nữa của Văn Thanh. Nỗ lực của Xuân Mạnh rất khó chịu. Đó là một trong những pha xử lý sở trường của cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, Anmoes Ali. Ở trận tứ kết gặp U23 Palestine, chính Anmoes Ali lập một cú đúp cho U23 Qatar với những pha ghi bàn đẳng cấp, đặc biệt là bàn mở tỷ số với một pha chạm bóng nhạy cảm. Cầu thủ sẽ đá phản góc là đội trưởng Dujane. Cú đấm bóng tốt của Bùi Tiến Dũng. Công Phượng. Công Phượng định vượt qua cầu thủ đối phương. Bắt đầu từ trận đấu thắng trước U23 Trung Quốc, đội chủ nhà, thì huấn luyện viên Felix Sanchez đã giữ nguyên đội hình và không thay đổi kể từ trận đấu đó đến trận đấu này. Trung vệ của đội bạn đang bị đau ở trên sân.
Bassam Al-Rawi. Cách thức mà cao thủ U23 Qatar tổ chức tấn công về phía khung thành của Bùi Tiến Dũng có lẽ cũng giống như những dự liệu của huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự. Đây là lần thứ hai giải đấu năm nay U23 Việt Nam thi đấu vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu thứ hai vòng bảng, chúng ta đã gặp U23 Australia cũng thi đấu vào giờ này và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đường chuyền về của Phạm Xuân Mạnh, Đinh Trọng, Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là cầu thủ thực hiện quả penalty quyết định trong loạt sút luân lưu trước đối thủ U23 Iraq ở trận tứ kết. Các cầu thủ của chúng ta đều thực hiện rất tốt cả 5 lượt sút của mình và đều thành công. Và Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ đã tự nguyện xin được tham gia vào loạt đấu súng đó. Trong những tình huống như thế này thì U23 Qatar thường cố gắng phối hợp bóng nhỏ bên phần sân nhà. Và khi có điều kiện họ sẽ phát những đường chuyền dài như thế này lên cho Ali. Một công thức khá quen thuộc. Ít nhất thì tiền đạo màu số 19 Amos Ali đã hai lần ghi bàn từ những pha bóng như vậy. Xuân Trường giữ bóng cực kỳ tỉnh táo. Trong thế trận mà chúng ta có được thì vai trò cầm nhịp của Xuân Trường là rất lớn. Công Phượng. Đó là một tình huống xử lý đầy sức mạnh của trung vệ Bassam. Rất hay. Pha xử lý mang đến sự chắc chắn của Xuân Mạnh. U23 Qatar có rất nhiều lợi thế khi bước vào cuộc đối đầu này bởi đây là trận đấu thứ 5 của họ diễn ra trên sân vận động ở Thường Châu. Họ không phải di chuyển và quá quen với mặt sân ở đây. Trong khi ngày hôm qua thì chúng ta chỉ tập được 60 phút trên sân vận động này, buổi tập duy nhất. An Muhaza. U23 Việt Nam đang nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ. Hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đưa ra sân với đội hình chơi với sơ đồ 5-4-1. Đó là pha cản phá của Duy Mạnh, Xuân Mạnh. Akram Afif. Cầu thủ này cũng đã có một bàn thắng ở giải đấu năm nay. Nếu như U23 Việt Nam đã có 4 cầu thủ lập công thì cầu thủ Qatar dường như đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng ghi bàn của Anwar Ali. Vừa rồi là pha cắt bóng rất hay của Xuân Trường. Văn Thành. Đường chuyền của Xuân Trường. Vẫn còn. Bóng đã chạm tay của Công Phượng mất rồi. Công Phượng đã bị đau. Nếu như không đưa tay lên để che mặt thì chắc chắn là vừa rồi Công Phượng còn bị đau hơn nữa. Và đó là một tình huống xử lý khôn ngoan của tiền đạo mang số 10. Một phản xạ rất nhanh. Hassim Maribo. Đây là một trong hai tiền vệ trung tâm của U23 Qatar cùng với đội trưởng Nuzande. Anarawi. Akram Afif. Một pha phối hợp trung lộ của các cầu thủ Qatar. Trọng tài đã thổi phạt Trần Đình Trọng.
đội bạn được hưởng một quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Đây là một vị trí phạm lỗi mà huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên yêu cầu các học trò cần phải hạn chế. Một mình Anmoes Ali đã ghi tới 5 bàn cho U23 Qatar. Hàng phòng ngự cũng như thủ môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta đang phải đứng trước một thử thách rất khó khăn. Hassan là một trong những cầu thủ đứng trước bóng. Không vào. Pha xử lý của cầu thủ U23 Qatar là tương đối linh hoạt. Người đã thực hiện quả đá phạt không thành công là Albrecht. Albrecht đá vị trí hậu vệ trái nhưng cũng có khả năng dâng cao và tham gia hiệu quả vào những tình huống tấn công biên. Hassim Adibo. Chúng ta đang chơi phòng ngự phản công. Và lên bóng bên cánh phải của các cầu thủ Qatar. Cú sút nhanh của đội trưởng Duzane. Và áp sát của các hậu vệ chúng ta phần nào khiến cho Duzane không thể có được một cú volley như ý. Có thể thấy là cầu thủ U23 Qatar tin tưởng rất nhiều vào khả năng xử lý của Anmoes Ali. Vừa rồi là một tình huống làm tường tốt của tiền đạo áo số 19. Đúng là ngày hôm nay chúng ta phải thích nghi với một đội bóng có lối tấn công khác hẳn như đối thủ trước. Hassim Adibo. U23 Qatar mang đến giải đấu này đội hình rất trẻ, với tuổi trung bình chưa đến 20. Một pha va chạm khiến cầu thủ hai đội đều bị đau. Cầu thủ của chúng ta đó là hậu vệ cánh phải Phạm Xuân Mạnh. Còn người bị đau bên phía Qatar là Albrecht. Dù mang tới giải U23 châu Á đội hình rất trẻ, nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi, nhưng cũng đã U23 Qatar đang sở hữu rất nhiều cầu thủ là những trụ cột của đội tuyển quốc gia Qatar. Và đây là lứa cầu thủ được coi là thế hệ vàng của bóng đá Qatar để hướng đến World Cup 2022 tổ chức ở Qatar. Họ được coi là lứa cầu thủ được chờ đợi vì đã vô địch giải U19 châu Á năm 2014. Và gần như toàn bộ những cầu thủ đã vô địch giải đấu đó đều góp mặt ở giải đấu lần này. Nói như thế để thấy rằng là thử thách dành cho U23 Việt Nam ngày hôm nay là vô cùng lớn. Và quả thực đến lúc này thì đội bạn có lối tiếp cận và cách thức tấn công tương đối đa dạng, đặc biệt là những pha xử lý cá nhân của mỗi cầu thủ đều được thực hiện rất bài bản. Khôn ngoan, Xuân Trường luôn cực kỳ tỉnh táo trong những pha xử lý như vậy. Anh luôn đọc được ý đồ của đối phương. Đây sẽ lại là một trận đấu thử thách sự bền bỉ nơi hàng phòng ngự của chúng ta. Pha chạm bóng bằng đầu chính xác của Văn Thanh, nhưng ngay lập tức thì đã có sự áp sát của Haji. Sẽ là một thử thách cho sự bền bỉ của hàng phòng ngự của chúng ta, nhưng chắc chắn là nó sẽ rất khác so với khi U23 Việt Nam đối đầu với đối thủ Syria hoặc U23 Iraq. Bởi Qatar là một đội bóng chơi
có kỹ thuật khéo léo và lối chơi đa dạng hơn rất nhiều so với hai đối thủ Tây Á mà chúng ta đã từng đối đầu. Sẽ là những phương án phòng ngự phải nói là rất khác so với những đối thủ chúng ta đã từng gặp. Và cách thức chúng ta chơi đến lúc này vẫn là phòng ngự khu vực. Phòng ngự khu vực và vẫn là một công thức, khi người này băng ra thì sẽ ngay lập tức có một người lót ở phía sau. Công thức đó đã giúp cho Tiến Dũng hóa giải được cú tạt bóng sau khi hậu vệ biên của chúng ta đi vượt qua. Hamoud Ali đã không thể vượt qua được trung vệ Bùi Tiến Dũng ở tình huống vừa rồi. Xuân Trường, Xuân Mạnh, Công Phương, Xuân Trường, Đức Huy, Xuân Trường, Phan Văn Đức phối hợp rất nhịp nhàng, đường chuyền cho Công Phương. Trọng tài đã thổi phạt việt vị. Đó chính là cách chơi của chúng ta, kiên trì bền bỉ phòng ngự và khi cần thì chúng ta lên bóng cũng rất nhịp nhàng, đường chuyển chứ không hề vội vàng. Tôi nghĩ trợ lý trọng tài đã sai lầm ở tình huống này, Công Phượng chưa việt vị. Anhairi, Asimaribo, xử lý không thành công của một cầu thủ cũng rất kỹ thuật bên phía đội bạn. Đó là Akram Afif. Akram Afif thậm chí còn có nhiều kinh nghiệm hơn cả Anmoes Ali với 29 lần qua đội tuyển quốc gia và có được 7 bàn thắng. Quang Hải, cú đá ngay. Một quyết định không hề vội vàng khi Quang Hải đã nhìn thấy thời cơ của mình. Chân sút của chúng ta đã quan sát. Đúng là không có nhiều lựa chọn cho Quang Hải ở pha bóng vừa rồi. Hasim Ali, cách mà chúng ta phòng ngự khiến cho đối thủ dù rất muốn đẩy cao tốc độ nhưng cũng không thể. Đúng là như vậy vì chúng ta luôn có hai cầu thủ Công Phượng và Phan Văn Đức sẵn sàng áp sát bên phần sân của đội bạn. Đây cũng là cách để ngăn cản những đường chuyền dài được thực hiện rất nhiều tại giải đấu lần này của U23 Qatar. Maribo, Afif, đó là bộ ba cầu thủ rất nguy hiểm bên phía U23 Qatar. Akram Afif, pha xử lý rất hay của Phạm Xuân Mạnh, chạy cắt mặt được cầu thủ đối phương khiến số 13 của Qatar buộc phải đẩy người từ phía sau. Xuân Mạnh đã mang đến cho chúng ta sự yên tâm khi mà Văn Hậu không thể ra sân vì chấn thương. Pha bóng vừa rồi cho thấy là Xuân Mạnh ngoài sức mạnh thì cũng chơi bóng đầy khôn ngoan. Cho tới lúc này thì bất kỳ cầu thủ nào được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng cũng đều phát huy hết khả năng của mình. Quang Hải, đường chuyền chính xác cho Công Phượng. Phía trong là Phan Văn Đức.
Công Phương. Đội bạn áp sát quá nhanh và quá đông. U23 Qatar có nền tảng thể lực tốt. Bóng Tây Á đang cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ là đội duy nhất toàn thắng đến lúc này. Chúng ta đã đứng vững được trước sức ép của cao thủ U23 Qatar 20 phút. Và cũng đã có những tình huống khiến đối phương gặp khó khăn. Akram Afif. U23 Qatar đang chủ yếu tấn công trung lộ. Dù không có quá nhiều thời gian, nhưng rõ ràng là U23 Việt Nam đã có một sự chuẩn bị kịp thời và chính xác trước một đối thủ có phương án tấn công hoàn toàn khác. Asim Madibo. Akram Afif. Luôn là những đường truyền dài lên phía trên như vậy. U23 Qatar đã hai lần ghi bàn từ những tình huống như thế và họ đang tự tin để tiếp tục thực hiện một phương án tấn công quen thuộc. Công Phượng. Quang Hải. Xuân Trường. Xuân Trường, Quang Hải cũng là top những cầu thủ thường xuyên phối hợp với nhau nhiều nhất trong trận đấu gặp U23 Iraq. Bên cạnh những pha phối hợp giữa Xuân Trường và Đức Huy cũng như Xuân Trường và Văn Thành. Quá hay! Pha xử lý cực kỳ nhịp nhàng của Đức Huy. Phan Văn Đức. Không được. Đó là điều mà chúng ta khiến mọi đối thủ phải e dè. Ngay cả khi có muốn dâng hết đội hình lên cũng không dám. Đúng là như vậy, dù kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn chúng ta, nhưng bên phần sân của mình thì U23 Qatar vẫn luôn có ít nhất là 4 cầu thủ trước khung thành của Al Bakari. Chúng ta đang theo dõi hai đội tuyển trẻ của Việt Nam và Qatar đối đầu với nhau. Trong quá khứ thì bóng đá Việt Nam và Qatar cũng đã có không ít lần đối đầu với nhau. Công Phượng. Một mình Công Phượng bị kẹp giữa hai hậu vệ bên phía U23 Qatar. Và tốc độ của Phượng ở tình huống này cũng chưa đủ để có thể tạo ra bất ngờ. Bộ đôi trung vệ của U23 Qatar là những người tranh chấp rất mạnh mẽ. Đặc biệt là số 15, Bassam Al-Rawi. U23 Qatar cũng lui về với số lượng rất đông cầu thủ bên phần sân nhà. Xuân Trường. Hai cầu thủ bao vây Xuân Trường khiến cho đội trưởng của chúng ta không thể có được một tư thế chuyền bóng tốt nhất. Hashim Ali. Hashim Ali là cầu thủ nâng tỷ số lên 3-0 cho Qatar trong trận tứ kết với các cầu thủ U23 Palestine. Sau đó thì U23 Qatar đã có phần chủ quan và để cho đối phương ghi được hai bàn thắng liên tiếp, đồng thời khiến cho những phút cuối của trận tứ kết trở nên vô cùng kịch tính. Duzane. Đức Huy. Quang Hải. Rất hay Văn Thanh. Bóng đến vị trí của Công Phượng. Số lượng cầu thủ phòng ngự của đội bạn quá đông. Quang Hải.
cú mở bóng chính xác phần bên phía cánh phải cho Sơn Mạnh. Người chiến thắng ở pha bóng đối đầu vừa rồi là Đỗ Duy Mạnh trước cầu thủ rất nhanh và khỏe Anwes Ali. Để chiến thắng trong những tình huống như vậy đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Cú phát bóng của Xuân Trường, Cao Phước. Trèo bóng của Xuân Trường đã tạo ra không ít thử thách và khiến cho trung vệ Barca Marawi không có được một tình huống xử lý tốt nhất. May là trong tình huống đó thì An Bakri đã kịp thời băng ra. Xuân Trường đang phát huy được sở trường của mình là những đường chuyền dài chính xác, những đường chuyền mang tính chiến thuật rất cao, khiến cho hàng phòng ngự của U23 Qatar cho tới lúc này đã có khá nhiều fan rối loạn. Anwes Ali. Ali vẫn là các cầu thủ Qatar. Hasib Ali. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Từ truyền thông cho tới ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Qatar đều không ai đánh giá thấp U23 Việt Nam. Họ đều dành cho chúng ta một sự tôn trọng rất lớn. Và những diễn biến ở trên sân cũng chứng tỏ điều đó. U23 Qatar kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động mở những đường bóng về phía khung thành của Tiến Dũng nhưng vẫn duy trì số lượng đủ đông bên phần sân nhà. Vẫn là một cuộc thử thách và vẫn là một cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên. Có cảm giác trong những cuộc đấu như vậy thì đội bóng nào bền bỉ hơn sẽ là đội bóng có được thành tích. Quang Hải, đó là Đức Huy. Chúng ta đang dần gây sức ép trở lại với đối thủ của mình. Anh Dũng có thấy một trong những điểm bất ngờ cho đến lúc này trong cách vận hành của chúng ta là Đức Huy lại có thiên hướng đá chếch sang bên phía cánh phải và Quang Hải thường đá gần vị trí của Xuân Trường. Đúng như vậy, từ đầu trận đấu thì Đức Huy liên tục di chuyển sang bên phía cánh phải. Nhưng đó cũng là một cách để giảm tải sức ép cho tuyến dưới. Khi mà chúng ta đều biết là các cầu thủ U23 Qatar rất mạnh ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ, tức là cánh phải của chúng ta. Đó là nơi mà Akram Bafip, cầu thủ số 10 rất khéo léo cùng với Anwes Ali cũng thường xuyên dạt sang, tạo nên những đợt tấn công cực kỳ nguy hiểm bên phía cánh trái. Pha va chạm giữa Xuân Mạnh và Akram Bafip. Hasim Maribor. Akram Afif. Duzande. Rất hay. U23 Qatar quả rất mạnh với những tình huống tấn công bên phía cánh trái khi nơi đây chiếm tỷ lệ tới 42% những tình huống tấn công của họ ở 4 trận đấu đã qua. Trung lộ chỉ có 27% và cánh phải chiếm tỷ lệ 31%. Sẽ lại là một trận đấu mà thử thách dành cho các hậu vệ biên của chúng ta là rất nhiều. Điều đó thể hiện rất rõ với những lần hoạt động vất vả của Xuân Mạnh. Anwes Ali cũng đang chấp nhận đá thấp để hút cầu thủ của chúng ta. Sự áp sát kịp thời khiến cho U23 Qatar buộc phải trả bóng về phần sân nhà. An Muhaza. Hasim Ali. Một trong những đòi hỏi rất lớn dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo là các cầu thủ của chúng ta phải giữ kỷ luật, luôn giữ một cự ly đội hình không thay đổi.
Thêm một pha bóng quen thuộc của đội bạn, và vẫn là một tình huống cắt bóng đã thấy nhiều lần ở trận đấu này được thực hiện bởi Duy Mạnh hoặc Đình Trọng. Uzande, vẫn là những pha tấn công bên phía cánh trái của U23 Qatar. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của mình có lẽ đang nghiên cứu rất kỹ cách chơi của U23 Qatar. Nên hôm nay ông có lý khi đẩy Đức Huy hơi chếch sang bên phía cánh phải, hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Hai phần ba thời gian của hiệp một trận đấu đã trôi qua. Hiệp một trận đấu bắt đầu bước vào khoảng thời gian ghi bàn hiệu quả nhất của U23 Qatar. 15 phút cuối của hiệp đấu đầu tiên họ đã có 4 bàn ở 4 trận đấu đã qua. Và chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt tập trung vào khoảng thời gian này. Asimaribo. Uzande. Cầu thủ này là một trong những người cũng đã cùng với U19 Qatar đăng quang ở giải châu Á cách đây 4 năm. Lại là sự thông tin liên lạc ở trên sân giữa các cầu thủ. Các bạn có thể nghe rõ tiếng chỉ đạo của Duy Mạnh bỏ bóng để Xuân Mạnh không còn tham gia vào tình huống vừa rồi. Thường xuyên giữ được mối liên lạc trên sân là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo luôn yêu cầu trong mỗi buổi tập của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đó là cách để chúng ta giữ được cự ly đội hình tốt. Và khi cự ly đội hình tốt thì nó giống như một khối hướng theo quả bóng vậy. Trái bóng đi đâu thì khối đó sẽ di chuyển theo hướng như vậy. Và gần như là không bị tách rời. Andrawi. Tarek Salman. Có 5 cầu thủ Qatar đang thi đấu ở nước ngoài. Và Tarek Salman là một trong số đó. Để phục vụ cho sự hiệu quả của học viện Espai thì Qatar thậm chí mua luôn 2 câu lạc bộ, một của Bỉ và một của Tây Ban Nha để làm nơi cho các cầu thủ của học viện thi đấu. Đó là câu lạc bộ Leonesa của Tây Ban Nha và UPenn của Bỉ. Cùng với đó thì học viện Espai còn liên kết với câu lạc bộ Leeds United của Anh. Rõ ràng là với tiềm lực tài chính rất mạnh thì Qatar không thiếu gì cách để giúp nền thể thao và đặc biệt là bóng đá của nước mình trở nên mạnh mẽ ở châu Á. Akram Afif. Chúng ta đang rất cố gắng chia cắt mối sợi dây liên kết giữa số 10 Akram Afif và Anwes Ali. Tiền đạo số 19 rất nguy hiểm. Vẫn là một pha bóng chắc chắn của Bùi Tiến Dũng. Và chúng ta đã thấy một phần nào khuôn mặt của ông Felix Sanchez. Đó là một biểu hiện cho thấy là đội bóng của ông đang gặp phải những thách thức không hề nhỏ cho những phương án tiếp cận cầu môn của chúng ta. Tarek Salman. Akram Afif. Văn Thanh, Quang Hải, rất khéo. Bóng ở trong chân Quang Hải. Afif. Và phạm lỗi của Phạm Xuân Mạnh. Thank you.
Đây cũng là một vị trí đá phạt mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò của mình ít phải trải qua. Nhưng rõ ràng áp lực vừa rồi đã khiến cho Xuân Mạnh buộc phải thực hiện một pha ngăn cản. Trung vệ Bassam Arawi là người thực hiện quả đá phạt. Đó là một quyết định đá thẳng. Và Tiến Dũng vẫn bình tĩnh để giải nguy. Bộ tứ vệ của U23 Qatar gần như không thay đổi từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu này, là trận đấu thứ 5 của họ. Vẫn là Salman Arawi ở trung tâm, Al-Muhaza ở bên phía cánh phải và Al-Bakrek ở bên phía cánh trái. Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Maribo, Tarek Salman. Từ lúc này U23 Qatar đã ghi 7 bàn thắng, còn chúng ta đã có 5 pha lập công của chúng ta được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau, đó là Quang Hải, Hà Đức Chinh, Công Phượng và Phan Văn Đức, trong khi các cầu thủ U23 Qatar mới chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn. Riêng Al-Moez Ali đã có 5 bàn thắng. Thêm một quả phạt nữa cho các cầu thủ Qatar. Có những tính toán từ U23 Qatar trong tình huống đá phạt này. Người đứng trước bóng là Akram Afif. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trận đấu thứ hai liên tiếp chúng ta phải đối mặt với một quả penalty. Và trận đấu thứ ba tại giải đấu lần này chúng ta phải đối mặt với tình huống như vậy. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Singapore, ông Taki. Hy vọng rằng Tiến Dũng sẽ phát huy những phẩm chất của mình. Nếu tính cả pha cản phá thành công ở loạt sút luân lưu trước U23 Iraq thì Tiến Dũng đã có 2 pha cản phá penalty thành công tại giải đấu năm nay. Afif sẽ là người thực hiện quả đá cho U23 Qatar. Afif và Tiến Dũng. Vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Đó là một cú đá rất tốt. Cái thở phào của huấn luyện viên Felipe Sanchez khi những nỗ lực tấn công bất thành của họ đã được giải quyết bởi một tình huống cố định. Mặc dù Tiến Dũng của chúng ta đã đoán được đúng hướng sút của đội bạn, nhưng đó là một cú đá quá tốt. Văn Thanh
Tiến Dũng. Phút 40 của hiệp 1. Các cầu thủ chúng ta lại đứng trước thử thách khi đối phương đã vươn lên dẫn. Bàn thắng mở tỷ số ngày hôm nay là pha lập công thứ 5 trong khoảng 15 phút cuối hiệp 1 của U23 Qatar. Thành có hai quả bóng ở trên sân. Pha bắt lỗi quả penalty vừa rồi thực sự là một quyết định chưa thực sự rõ ràng của trọng tài người Singapore. Duy Mạnh. Đình Trọng. Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải. Thủ môn của đội bạn đã phải băng ra. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lỗi rồi. Tại sao không thổi phạt quả đấy? Ngay lập tức thì ống kính đã hướng tới vị trí của ông Taki. Máy quay đã hướng tới vị trí của trọng tài người Singapore. Xuân Mạnh, vẫn là chúng ta. Quang Hải. Đỗ Duy Mạnh. Lúc này thì chúng ta đang rất muốn xem lại tình huống làm chậm pha bóng mà Quang Hải đã ngã ở ngay sát vạch 16m50 của U23 Qatar. Xuân Trường. Bùi Tiến Dũng. Xuân Mạnh. U23 Việt Nam đang đẩy cao tốc độ. Cơ hội. Tấn công Cao Phương. Cao Phương. Ngoắt lại đi. Một tình huống tranh cướp bóng rất chủ động. Đình Trọng. Chúng ta đã có được những cơ hội nhất định trong ít phút vừa rồi. Phan Văn Đức. Đây là tình huống mà Phan Văn Đức đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Có thể hiểu được sự bức xúc của ông Park Hang-seo. Nếu như trọng tài đã có thể thổi penalty trong tình huống áp sát của Tiến Dũng thì phải thổi phạt quả bóng mà rõ ràng là trung vệ của đội bạn đã ngăn cản ngay trước mũi giày của Phan Văn Đức. Ống kính truyền hình đã có những thông điệp riêng, đó là trọng tài FIFA. Tarek Salman. Arawi. Đỗ
đạo diễn hình của trận đấu này ngay sau tình huống trọng tài Taki không nổi còi đã ngay lập tức lựa chọn hình ảnh của trọng tài này và sau đó còn lia cận vào dòng chữ FIFA trên ngực của trọng tài Taki. Chỉ có 1 phút bù giờ trong hiệp 1. Tarek Salman. Xuân Mạnh. Akram Afif. Maribo. Một pha bóng khẩn trương của Bùi Tiến Dũng. Xuân Trường, Đức Huy, vẫn là Đức Huy, Văn Thanh, đường chuyền cho Công Phượng, ý đồ của chúng ta là rất tốt nhưng trong những tình huống như vậy thì khi phải đối mặt với các trung vệ có chiều cao quá tốt của đội bạn khiến cho thử thách dành cho Công Phượng là rất lớn. Mặc dù chúng ta đã để cho đội bạn có được bàn thắng mở tỷ số từ một quả penalty, nhưng thế trận sau bàn thua của U23 Việt Nam là tương đối khởi sắc. Quý vị khán giả xin thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân vận động Thường Châu ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp 2 trận bán kết giải U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar. Kết thúc hiệp 1, chúng ta đang bị các cầu thủ Qatar dẫn với tỷ số 0-1. Đó là bàn thua mà chúng ta phải nhận từ chấm đá penalty sau khi cầu thủ tiền đạo số 19 Amos Ali của Qatar bị ngã trong vòng cấm trong một tình huống tranh chấp với cầu thủ của U23 Việt Nam. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi cầu thủ đầu tiên ngay đầu hiệp 2. Công Phượng đã ra sân nhường lại vị trí cho Hà Đức Chinh. Ở trong hiệp 2, U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. 4 cầu thủ của U23 Qatar đã vây quanh Quang Hải tình huống vừa rồi. Ở trận đấu gặp U23 Iraq sau khi vào sân thì Đức Chinh cũng đã đóng góp vào chiến công của U23 Việt Nam với một bàn thắng. Và Đức Chinh cũng là một trong 5 cầu thủ đã thực hiện thành công ở loạt đá luân lưu. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ thứ 2. Maribo. Hiệp một trận đấu này là một hiệp đấu mà trọng tài người Singapore ông Mohamed Taki đã có nhiều tình huống xử lý chưa thực sự chính xác, đặc biệt là có phần gây bất lợi cho U23 Việt Nam. Ít nhất thì chúng ta cũng xứng đáng được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm của U23 Qatar ở những phút cuối hiệp 1. Đức Huy. Đây là một giải đấu mà chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều những thách thức, nhưng các cầu thủ chúng ta đều đã vượt qua. Và hy vọng hôm nay chúng ta sẽ lại vượt qua những trắc trở như vậy. Ở trận đấu với U23 Iraq thì ông Christopher Bridge cũng một lần thổi penalty không chính xác và một lần chúng ta đã việt vị. Nhưng trọng tài không hề phất cờ, không có tiếng còi nào cất lên. Rất may là Tiến Dũng vẫn kịp đổ người.
Đường chuyền của Duy Mạnh. Đức Trinh. Lỗi rồi. Rất có thể Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho U23 Việt Nam. Các trung vệ như Tiến Dũng cũng sẽ góp mặt trong khu vực cấm địa. Duy Mạnh cũng đã dâng lên. Ở trận đấu trước thì từ cú đá phản góc của Quang Hải, Hà Đức Trinh đã chạy chỗ và đánh đầu cắt mặt rất hay. Không, đó là tình huống đá phạt góc của Xuân Trường, đúng không ạ? Vâng. Đường chuyền của Đức Huy. Thường thì trong cách đá của U23 Việt Nam, khi chúng ta được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của chúng ta thì Quang Hải sẽ là người thực hiện. Còn nếu là bên phía cánh trái, nếu Công Phượng có mặt trên sân thì Công Phượng là người thực hiện. Còn nếu không sẽ là Xuân Trường. Ông Park Hang-seo trong hiệp 1 cũng đã có một số tình huống tỏ ra khá bất bình với những tiếng còi của trọng tài người Singapore. Hashim Ali. Anwes Ali. Afif. Một cầu thủ rất nguy hiểm. Bóng đập trúng mặt cầu thủ của chúng ta, đó là Duy Mạnh. Akram Afif chính là người thực hiện thành công quả penalty trong hiệp 1 sau khi Anwes Ali ngã trong vòng cấm của U23 Việt Nam. Duy Mạnh đã bị choáng và thậm chí đã chảy cả máu mũi. Trong hiệp 1 thì cũng đã có một tình huống mà nếu Công Phượng không nhanh tay để che mặt thì cũng đã phải nhận một đòn rất đau sau cú phá bóng ngay trước mặt của trung vệ đội bạn. Còn đây là tình huống dẫn tới hình ảnh được ăn mừng của cao thủ U23 Qatar. Thực sự thì đó là một pha bóng chưa rõ ràng để có thể thổi penalty. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Duy Mạnh phải nằm sân để được các bác sĩ chăm sóc. Ở trận đấu trước thì Duy Mạnh đã phải rời sân ở phút 80. Đây là một giải đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt với một loạt những đội bóng rất mạnh. Chúng ta phải vượt qua những ngọn núi đúng nghĩa mà cứ ngọn núi sau lại cao hơn ngọn núi trước. Rõ ràng việc chúng ta đi đến tận trận bán kết này là một điều phi thường, một điều hết sức kỳ diệu. Nhưng điều phi thường đó đến không phải ngẫu nhiên mà tất cả là do nỗ lực của các cầu thủ, của ban huấn luyện. Các cổ động viên có mặt ở Thường Châu đang tiếp lửa cho Duy Mạnh và các cầu thủ của chúng ta ở dưới sân. Sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Iraq ở tứ kết thì đã có rất đông cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Người có thể thế vào vị trí của Duy Mạnh trong trường hợp trung vệ Mao số 11 không thể tiếp tục thi đấu là Thành Trung. Hey.
Duy Mạnh là một trong những người chơi hay bậc nhất ở hệ thống phòng ngự của chúng ta tại giải đấu lần này. Bóng chạm chân của Đình Trọng. Đó là cú dứt điểm từ tuyến 2 của Hasim Ali. Đây chính là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Qatar trận tứ kết trước cao thủ Palestine. Ahmad Bouzade. Pha gắt bóng rất tốt của Bùi Tiến Dũng. Trong những hoàn cảnh khó khăn thì những pha bắt bóng như vậy sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các đồng đội. Đường chuyền của Xuân Trường. Quyền ném biên thuộc về chúng ta. Duy Mạnh đã bước vào sân và tiếp tục thi đấu. Tiến Dũng, Đình Trọng, và trả bóng của Duy Mạnh. Xuân Mạnh. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai cũng là khoảng thời gian chơi tương đối hiệu quả của U23 Qatar. Trong bốn trận đấu đã qua thì họ đã ghi được tổng số 2 bàn thắng trong khoảng 15 phút đầu tiên này. Chúng ta đã đoạt được bóng. Phan Văn Đức. Quả đánh đầu của Đình Trọng chính xác. Văn Thanh. Tiến Dũng. Xuân Trường. Duy Mạnh. Đình Trọng. Cú chào bóng dài. Hà Đức Chinh. U23 Qatar đang có lợi thế dẫn bàn và họ đang kéo thấp đội hình. Đức Trinh. Đức Huy. Tiến Dũng. Trong số 3 trung vệ thì Bùi Tiến Dũng là người có thiên hướng đá lệch sang trái. Văn Thanh. Lỗi từ phía sau của Hasim Ali. U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình. Những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt nhất của U23 Việt Nam đều đang lên tham gia tấn công. Đứng trước bóng là đội trưởng Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Bóng lại đến chân của Xuân Trường. Tiếp tục là một pha treo bóng vào trước khung thành Qatar. Pha đưa bóng lên của Manibo. Toàn bộ đội hình của U23 Qatar đã lùi về tham gia phòng ngự ở tình huống vừa rồi.
của Akram Afif. Ali. Cú sút vọt sang ngang của Amores Ali. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của U23 Qatar vừa có một pha phối hợp khá lý. Xuân Trường. Cho đến nay thì U23 Qatar đã có 6 pha dứt điểm. Áp sát, Quang Hải đọc tình huống tốt. Vẫn còn. Đó là ý đồ bỏ bóng lại cho Phan Văn Đức của Đức Trinh. Ta đã đoạt lại bóng rồi. Đức Trinh, Phan Văn Đức, Quang Hải. U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình nhưng chúng ta sẽ phải rất đề phòng với những tình huống phản công của đội bạn. Và xử lý đầy cố gắng của Duy Mạnh. Sự thay đổi người đầu tiên của U23 Qatar. Salem Al-Haji là người rời sân. Cầu thủ được tung vào sân là Abdullah. Ali, Akram Afif, Việt vị, lỗi Việt vị của Anwes Ali. Sự thay đổi cầu thủ thứ hai bên phía U23 Việt Nam. Duy Mạnh ra sân và lần đầu tiên Nguyễn Phong Hồng Duy được ra sân tại giải đấu năm nay. Bài đã thổi phạt Hà Đức Trinh. Có thể là chúng ta sẽ chơi với 4 hậu vệ trong những phút còn lại. Pha chạm bóng đầu tiên của Nguyễn Phong Hồng Duy. Nguyễn Phong Hồng Duy là một trong 8 cầu thủ đã dự giải U23 châu Á năm 2016. Và cho đến hôm nay với sự xuất hiện ở trên sân thì tất cả các cầu thủ đã từng dự giải đấu 2 năm về trước đều đã được góp mặt ở sân chơi này. Tarek Salman. Tiến Dũng. Xuân Mạnh. Như vậy Văn Thanh đã di chuyển sang cánh phải sau khi Đỗ Duy Mạnh rời sân. Hồng Duy thay vào sẽ thay vào vị trí của Văn Thanh bên phía cánh trái. Sự thay đổi này huấn luyện viên Park Hang-seo muốn mang đến sự cân bằng nhiều hơn cho những tình huống tấn công biên.
Nguyễn Phong Duy ngoài vị trí của một hậu vệ thì cũng có khả năng dâng cao tốt. Đây là pha bóng rất quen thuộc của U23 Qatar. Những cú phất bóng dài lên phía trên. Joan Moes Ali bắt tốc độ. Lỗi rồi. Salman đẩy lỗi sau với Hà Đức Chinh. Đường chuyền của Quang Hải cho Đức Chinh. Phan Văn Đức. Đức Huy. Phan Văn Đức vẫn còn cho thấy được khả năng đeo bám rất tốt của mình. Không được. Quang Hải. Đình Trọng. Trong số những cầu thủ đang đá phòng ngự thì ba người sẽ rất ít dâng lên, đó là Đình Trọng, Tiến Dũng và Xuân Mạnh. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Một pha phạm lỗi cần thiết của Lương Xuân Trường. Bóng đang trong chân nhạc trưởng Akram Afif. Ahmad Duzande. Anrawi. Hasim Ali. Tarek Salman. Andrej. Cơ hội cho chúng ta, Xuân Trường. Cơ hội phản công. Phan Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Đức Trình. Quả đá phạt gián tiếp cho cầu thủ 23 Việt Nam. Không có gì phải tranh cãi quả đá phạt này cả. Một pha chuyền bóng về và thủ môn bắt bóng. Rất chính xác. Bóng đã chạm chân của người đã mở tỷ số trận đấu, Akram Afif. Akram Afif đã rất chủ động chuyền bóng về cho thủ thành Mohamed Ambakri ở tình huống này. Cơ hội để U23 Việt Nam có bàn thắng cân bằng tỷ số. Không biết là ông Park Hang-seo đã tập cho các học trò của mình thực hiện những tình huống đá phạt như thế này chưa? Nhìn những động tác hướng dẫn của ông thì rõ ràng tôi nghĩ là đã tập rồi. Tất nhiên trước một đối thủ U23 Qatar với phần lớn những người lập hàng rào đều có chiều cao tốt thì chúng ta sẽ phải rất khôn ngoan ở tình huống này. Có lẽ không chỉ các cổ động viên Việt Nam đang nín thở trước quả đá phạt dành cho chúng ta. Rất hồi hộp. Mà rất nhiều hàng triệu cổ động viên cũng đang nín thở trước màn hình TV. Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường là những người đang đứng trước quả đá phạt. Sẽ có một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Moin của U23 Qatar.
vai trò của Xuân Mạnh cũng là rất quan trọng. Chúng ta đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quá hay! Có bóng! Bóng đã chạm sang ngang. Và dàn xếp của chúng ta là rất tốt. Cú đá của ngoài cũng rất tốt rồi. Phút đầy sóng gió về phía khung thành của Qatar. Quá tiếc cho tình huống này. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho sà ngang của U23 Qatar rung lên bần bật, nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Có thể hiểu được cảm xúc của ông Park Hang-seo. Đó cũng là cảm xúc của tất cả chúng ta. Những thế trận mà chúng ta tạo ra trong 10 phút vừa rồi là rất khởi sắc. Phan Văn Đức, Hồng Duy và chạy cắt vào của Quốc Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Quang Hải tại giải đấu năm nay. Chỉ ít phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng sà ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar, và đó là điều mà chúng ta đã khai thác được. Đó là một trong những điểm yếu của U23 Qatar đã được ban huấn luyện U23 Việt Nam nghiên cứu. Bàn thắng gỡ hòa một đều là một kết quả công bằng dành cho U23 Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng ta. Đường truyền của Xuân Trường. Tỷ số đã cân bằng nhưng lợi thế tinh thần đang thuộc về U23 Việt Nam. Chúng ta cần phải biết cách tận dụng. Chỉ khoảng một phút sau khi bóng dội sang ngang, U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Đây không phải là lần đầu tiên cao thủ chúng ta phải nằm sân như thế này. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Chúng ta chưa được theo dõi kỹ tình huống dẫn tới việc trận đấu đang phải tạm dừng. Sự áp sát của Quang Hải là rất nhanh. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ thuận chân trái bên phía U23 Việt Nam.
và xử lý dứt khoát của Bùi Tiến Dũng. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại khoảng hơn 10 phút. Khoảng thời gian rất nhạy cảm của trận đấu. Nhưng thời gian bù giờ của trận đấu này thì sẽ ít nhất là có 4 phút. Thêm một trận đấu nữa, chúng ta lại đang có tỷ số hòa 1 đều. Giống như trước U23 Iraq, nhưng lần này thì chúng ta là đội rượt đuổi và đã rượt đuổi thành công. Hàng nghìn cổ động viên của U23 Việt Nam đang có mặt trên sân vận động Thường Châu. Nguyễn Phạm Hồng Duy rất nỗ lực. Sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy vừa mang đến những phương án tấn công ở biên trái, lại không thiếu những pha tranh cướp bóng đủ quyết liệt để làm chùn chân đối thủ. Phút 80 rồi, khoảng thời gian rất quan trọng của trận đấu. Phương án tấn công quen thuộc. Tiến Dũng là người đã giải nguy. Phan Văn Đức. Rawi. Đường chuyền không chính xác. Trung vệ Ba Sam đã chơi rất quyết liệt trong hiệp 1 nhưng đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn trong hiệp đấu thứ hai, và trong bàn thua của U23 Qatar có sự chậm chạp của cầu thủ này. Xuân Trường, cú phá bóng của Đức Huy, Phạm Văn Đức, tốt, pha phòng ngự tốt của Văn Thành, Tarek Salman. Akram Afif. Afif di chuyển rất rộng. Tarek Salman. Cần phải cản phá quyết liệt hơn. Usane. Đây là thời điểm mà U23 Qatar đang rất nóng lòng có bàn thắng vươn lên. Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính xác. Quả ném biên cho U23 Qatar. Đội bóng Tây Á đã gia tăng áp lực trong những phút vừa rồi. Tarek Salman. Lỗi của Phạm Xuân Mạnh. Ở
U23 Qatar tỏ ra có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát, không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Giá chân của Akram Hassan Afif. Văn Thành. Người đã tung người phá bóng là Phan Văn Đức. Cũng nhờ những cầu thủ của chúng ta đã kịp thời áp sát nên cú đá của Afif không có chất lượng tốt nhất. Đức Trinh. Tiếp tục là Đức Trinh. Phan Văn Đức. Hơi vội. Luzande. Akram Afif. Abdul Salam. Tarek Salman. Akram Afif. Và xử lý tốt của Đình Trọng. Nhìn cách mà cầu thủ U23 Qatar đang thi đấu những phút vừa qua thì có thể thấy là họ không muốn trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Hồng Duy. Xuân Trường. Và chúng ta đang chờ đợi đối phương sơ hở. Duzande. Akram Afif. Nguyễn Phong Hồng Duy là người phá bóng. Quan sát trên sân, chúng ta có thể thấy chính số 10 Akram Afif mới là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar trước không vài Anmoes Ali. Anmoes Ali chỉ là công đoạn cuối cho những dây chuyền tấn công mà Qatar thực hiện. Xác. Akram Hassan Afif là người tạo ra những đường truyền quyết định và cầm nhịp trận đấu. Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát. Tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Lại là một pha bóng đột biến mà Akram Afif gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anmoes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Thực sự đây là một pha bóng mà chúng ta chưa rõ là bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi hay chưa. Đức Huy. Lỗi rồi. Hai tình huống chúng ta phải nhận bàn thua đều là những tình huống mang đến rất nhiều sự nuối tiếc. Bàn thua không đáng. Không đáng phải đón nhận dành cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta lại phải rượt đuổi khi mà thời gian chính thức không còn nhiều. Xuân Trường. Quang Hải. Chân trái. Không thể tin nổi.
lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần, đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng đó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một rừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng, đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt Nam. Rất tốt Đình Trọng. Sẽ có một quả phạt cho Qatar. Lúc này cầu thủ Qatar phải nói là vẫn còn nền tảng thể lực rất tốt, vẫn còn rất khỏe. Nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn rất muốn tránh những quả đá phạt như thế này. Dù có thế nào thì các cầu thủ U23 Việt Nam xứng đáng được tôn vinh. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ đã là nhà vô địch trong lòng của người hâm mộ sau chiến thắng trước Iraq và càng xây chắc vị trí đó hơn nữa cho đến lúc này. Nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung ở tình huống này. Quả đá không tốt. Và chúng ta đã có thể thở phào. Đó là cú đá của Andrawi. Phút bù giờ đầu tiên. Một màn rượt đuổi tỷ số tại sân Thường Châu. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta trải qua rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc khác nhau. Những lo lắng, những hồi hộp, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, trong sung sướng. Năm phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Cho đến lúc này thì chúng ta đã có một sự thay đổi người từ vị trí của Đức Trinh và một sự hoán đổi khi Duy Mạnh rời sân. U23 Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Nó sẽ là sự lựa chọn trong hiệp phụ nếu như hai đội phải bước vào hai hiệp đấu này. Lúc này thì trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một quyền thay đổi cầu thủ. Phan Văn Đức. Hồng Duy, Đức Trình, Nguyễn Phong Hồng Duy. Quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Không hiểu là Moez Sali đang nói gì với Nguyễn Phong Hồng Duy. Và tôi không hiểu là ông Park Hang-seo đã có những toan tính gì trong các buổi tập để những điều chỉnh của ông lại hay đến vậy. Chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Phong Duy rõ ràng đã tạo nên một làn gió mới ở bên phía cánh trái. Những cơn lốc ở bên trái thực sự. Nhưng cái lạ là Duy gần như rất ít đá với đội hình này trong những trận đấu chính thức. Phút bù giờ thứ 3. Và Xuân Trường đang đứng trước quả đá phạt. Một bàn thắng vào lúc này sẽ là dấu chấm hết cho U23 Qatar. Quả đá phạt góc. Những áp lực mà chúng ta tạo ra trong những phút bù giờ này là rất đáng kể. Và khi Xuân Trường bước ra chấm đá phạt góc thì tôi lại nhớ lại khoảnh khắc mà Hà Đức Chinh đã mang đến ở trận tứ kết gặp U23 Iraq. Đúng là như vậy, tôi đang nhìn vào trận áo số 13, Quang Hải. Dứt điểm, vẫn còn.
Cú đá cuối cùng là của Phạm Văn Đức. Đình Trọng, những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh, đường chuyền của Văn Thanh, Đức Chính. Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar hoảng loạn. Chúng ta vẫn được hưởng những quả đá phạt góc. Bên cánh phải sẽ do Quang Hải thực hiện. Cánh trái là do Xuân Trường. Quả đá của Quang Hải. Tiến Dũng. Vẫn còn. Đó là Xuân Mạnh. Trả bóng chính xác. Cú sút xa. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Giải nguy chính xác. Hasim Ali. Những giây cuối cùng. Abdulrahman. Trọng tài sát hồi còi kết thúc thời gian chính thức và hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Như vậy là trận đấu thứ hai liên tiếp U23 Việt Nam phải bước vào thời gian thi đấu của hai hiệp phụ. Như vậy là hiệp phụ thứ nhất đã bắt đầu và chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay trái trong hiệp phụ này. Akram Afif. Và cái bóng cực hay của Xuân Trường. Cho tới lúc này thì có thể khẳng định không đội bóng nào tại giải đấu năm nay mang đến nhiều cảm xúc và thi đấu hay như các cầu thủ U23 Việt Nam. Chúng ta cũng đang có một lực lượng cổ động viên phải nói là đẹp nhất giải đấu này. Không có gì cả. Đó là pha ngăn cản chính xác của Phạm Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy rất khéo léo và cực kỳ khôn ngoan. U23 Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Và rất có thể trong ít phút sắp tới, nếu thế trận không thay đổi, Văn Toàn sẽ được tung vào sân. Trong những tính toán thay đổi cầu thủ của mình thì ông Park Hang-seo bao giờ cũng rất cẩn trọng, bao giờ cũng vẫn phải để lại một phương án dự phòng. Và cắt trước mặt đối phương rất hay của Xuân Mạnh lỗi khiến người. Đối phương phải phạm lỗi. Xuân Mạnh đang nằm ôm đầu sau pha phạm lỗi từ phía sau của số 13, đó là Andrej bên phía Qatar. Một pha bóng xấu của Andrej, cố tình đá đầu gối vào cầu thủ của chúng ta. Tarek Salman, Dusan De,
và xử lý lỗi của Andrej. Khác với những đội bóng Tây Á khác xoay sở tốt hơn, U23 Qatar mạnh về kỹ thuật nhưng những tình huống xoay sở của họ khi bị đối phương áp sát lại không thực sự tốt. Và đây là lý do mà Tiến Dũng được cho phép nhồi những quả bóng thật mạnh lên phía trên. Các tiền vệ cũng sẵn sàng thực hiện những đường chuyền dài, và khi đó thì các tiền đạo của chúng ta sẵn sàng ập vào để có thể dẫn tới những sai số của đối thủ. Duzande, Andrej, Tarek Salman, Hồng Duy, Đức Huy, Hồng Duy, tốc độ tuyệt vời, Hồng Duy. Tiến Dũng, Xuân Trường. Đồng đội đã không di chuyển trong tình huống vừa rồi. Đây là một trận đấu mà tiền vệ mang băng đội trưởng Duzande của đội bạn phải lui về rất thấp, dù đây là một tiền vệ tấn công. Đức Trinh không việt vị. Hà Đức Trinh, Đức Huy, Hồng Duy. Đình Trọng, Xuân Mạnh, Bùi Tiến Dũng rất bình tĩnh, Xuân Trường, rất hay. Quang Hải, Quang Hải đẩy bóng hơi dài một chút. Akram Afif, Đức Huy, nhà bóng lại hợp lý, rất bình tĩnh. Đó là lý do mà theo những con số thống kê sau trận đấu gặp U23 Iraq thì ngay cả trung vệ Đình Trọng hay Bùi Tiến Dũng là những người đều có tỷ lệ chuyền bóng chính xác rất cao, hơn 90%. Những pha băng cắt đoạt bóng từ chân đối phương rồi giải nguy của họ không phải là những pha phá bóng lên mà là những pha phối hợp cùng đồng đội. Tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền của Đình Trọng là 94%, của Bùi Tiến Dũng là 92%. Xuân Trường, chúng ta vẫn đang chơi với hai tiền đạo Đức Trinh và Phan Văn Đức. Duzande, trong khi ở phía dưới sau khi Đỗ Duy Mạnh ra sân, Phạm Xuân Mạnh đã ít dâng lên tấn công hơn và thường xuyên ở nhà để hỗ trợ cho Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng chơi như một trung vệ thứ ba. Phạm lỗi cần thiết từ xa. Đức
Thanh. Vẫn là sự liên lạc để giải nguy một cách bình tĩnh. Đường chuyền của Xuân Mạnh. Anh Dũng có thấy khác hẳn những trận đấu trước khi chúng ta sẵn sàng thả những quả bóng bổng về phía đối phương. Và khi đó thì Đức Trình, Phan Văn Đức ngay lập tức áp sát để có thể gây ra sự hoảng loạn trong những sự tình huống xử lý của đối phương. Chỉ cần đối phương mắc sai lầm là các tiền đạo của chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để tận dụng. Đường chuyền của Tarek Salman. Albrecht. Maribor. Các cầu thủ của chúng ta vẫn cần phải dành cho số 10 Akram Afif một sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn nữa. Xuân Mạnh. Xuân Trường. Đình Trọng. Asim Maribo. Tarek Salman. Rất nguy hiểm. Amoes Ali. Văn Thanh đã lùi về bọc lót cho Trần Đình Trọng. Những pha chuyền bóng như vậy là những tình huống ưa thích của Amoes Ali, người đã có tới 6 bàn cho đến lúc này. Ta vẫn luôn phải sống trong những cảm giác lo lắng khi đội bạn được hưởng những quả đá phạt góc, những tình huống bóng bổng. Tốt. Áp sát tiếp. Và pha bóng của Xuân Trường, Phan Văn Đức. Còn khoảng 4 phút nữa thì hiệp phụ đầu tiên sẽ kết thúc. Đường chuyền của Tarek Salman. Quang Hải. Quang Hải. Lỗi của Albrecht. Đường chuyền dài, lỗi việt vị của Đức Trình mất rồi. Amadou Zane. Các cổ động viên của UEFA Việt Nam đang hát vang Việt Nam Hồ Chí Minh trên khán đài của sân Thường Châu.
Đường chuyền của Al-Rawi. Akram Afif. Abdurrahman. Hồng Duy theo rất sát. Bùi Tiến Dũng đang chỉ huy hàng phòng ngự. Đức Huy. Bóng chạm đầu Đức Huy. Đội bạn thay đổi phương án đá phạt góc. Cú đầu của Tiến Dũng. Quang Hải vẫn còn cơ hội phạt góc của chúng ta. Phạm Văn Đức. Quang Hải. Phạm Văn Đức. Đường chuyền chính xác cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Cú đánh hay. Hết hiệp phụ đầu tiên. Hiệp phụ thứ hai trận bán kết thứ nhất giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar đã bắt đầu. Quả đánh biên cho U23 Việt Nam. Đức Huy. Và xử lý rất tốt. Anwes Zali. Akram Afif. Abdurrahman. Afif. Rất nguy hiểm. Thiết bị. Một pha bóng khá thoát tim. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Trọng tài đã rất chính xác. Đình Trọng đang bị đau. Trong cách chơi ba trung vệ của huấn luyện viên Park Hang-seo thì Đình Trọng luôn là chốt chặn ở trung tâm. Đình Trọng đang có gần 500 phút thi đấu tại giải đấu lần này. Nếu Đình Trọng không thể thi đấu thì Thành Trung có thể sẽ là cầu thủ được vào sân. Nhưng rất may cho chúng ta Đình Trọng vẫn tiếp tục trận đấu được. Phạm Văn Đức. Đường chuyền cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Áp sát rất nhanh. Quang Hải. Hồng Duy. Phạm Văn Đức. Ahmad Duzade. Abdul Saman.
rất nguy hiểm, một pha xẻ nách. Đó là sự chính xác của Xuân Mạnh. Pha bóng vừa rồi là những tình huống tiếp cận khung thành đối phương có thể nói là sở trường của U23 Qatar. Cú đánh đầu của Tiến Dũng. Bóng lên chân Afif thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn với chúng ta. Trọng tài thổi phạt Xuân Trường. Phút 110. Chân sút mê sàn số 9 đã góp mặt. Và ngay lập tức thì Nguyễn Phong Hồng Duy đã xuất hiện để đeo bám cầu thủ này. Phan Văn Đức đã lui về để tham gia phòng ngự. Xuân Mạnh đã rất cố gắng. Và anh chờ quyết định của trọng tài. Cần phải có thể phạt cho Anwes Sali. Lần thứ hai trong trận đấu này, Xuân Mạnh trở thành nạn nhân bởi những tình huống chơi xấu của U23 Qatar. Thẻ vàng dành cho tiền đạo Anwes Sali, người đã có 6 bàn thắng ở giải năm nay. Với cú đúp bàn thắng ở trận đấu này, Quang Hải đã vươn lên thứ hai trong danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng. Từng phải đối mặt với Uzbekistan, Oman, chủ nhà U23 Trung Quốc, Palestine. Nhưng Qatar không thể ngờ ngày hôm nay họ lại phải đối mặt với nhiều thách thức đến thế. Rõ ràng là U23 Qatar đang phải đối mặt với đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu giải đấu, U23 Việt Nam. Còn với chúng ta thì gần như chúng ta đã phải đối mặt với tất cả những đối thủ mạnh nhất ở giải đấu năm nay rồi. Đó đều là những ngọn núi của bóng đá châu lục. Những đội bóng, những nền bóng đá đều đã ít nhất một lần vô địch châu lục. Và không ít đội là những vị khách thường xuyên của sân chơi World Cup. Muhaza rất tốt. Phan Văn Đức, Xuân Trường, Văn Đức
Xuân Trường. Rất chính xác. Quả đá biên U23 Việt Nam. Khoảng 7 phút nữa. Hiệp phụ thứ hai cũng sẽ kết thúc. Rất bình tĩnh. Tình huống xử lý của Phan Văn Đức. Đó là pha bóng mà Anmoe Sali đã lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Thêm một pha bóng nữa của tiền đạo số 19 bên phía Qatar. Hồng Duy. Quả đá phạt góc chui U23 Việt Nam. Tôi thích những quả đá phạt góc hơn. Từ một tiền đạo Anmoe Sali đang trở thành một hậu vệ với ba pha bóng liên tiếp. Đó sẽ là quả phạt góc được thực hiện bởi Xuân Trường. Phan Văn Đức đang khuấy đảo hàng phòng ngự của đội bạn. Đánh đâu? Không vào. Đó là Tiến Dung. Tình huống đá phạt góc cực kỳ có ý đồ của Xuân Trường, nhưng tiếc là cú chạm đầu của Tiến Dũng lại không trúng tâm bóng. Abdul Saman. Cú Zande. Và không xin lỗi của Akram Afif. Che chắn cực kỳ khôn ngoan. Khoảng 5 phút nữa thôi. Ali. Tarek Salman. Anmoe Sali. Rất nguy hiểm. Che chắn bọc lót cho nhau tốt. Và đưa ra những giải pháp nhanh nhưng cũng rất bình tĩnh. Salman. Đức Huy. Một khoảng thời gian đặc biệt quan trọng. Lỗi việt vị của Anmoe Sali. Một cầu thủ thường xuyên đứng ở phía dưới hàng phòng ngự để đón bóng. Và chỉ chờ bẫy việt vị của chúng ta không sập là sẽ tận dụng cơ hội. Cũng cuối hiệp phụ thứ hai ở trận đấu với U23 Iraq, nếu như Tiến Dũng không đổ người trong một tình huống mà trọng tài không thổi phạt việt vị U23 Iraq thì có lẽ chúng ta đã không có mặt ở vòng bán kết ngày hôm nay. Anrawi. Luzane. Không hề có lỗi của Đình Trọng. Đức Trinh. Đức Huy. Phút thứ 118 rồi. Lỗi rồi.
Hồng Duy, Tiến Dũng, Đình Trọng, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, rất có thể trận đấu thứ hai liên tiếp chúng ta sẽ phải bước vào loạt sút luân lưu. Busande, áp sát phá bóng. Đức Huy, Quang Hải vẫn rất bình tĩnh. Tiến Dũng, cầu thủ chúng ta đang chơi song phẳng về mặt thể lực. Đức Huy đã bị đau, có vẻ như chuột rút. Và thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Trận đấu thứ hai liên tiếp chơi trọn 120 phút của Đức Huy. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một quyền thay đổi người. Những cầu thủ có trận đấu thứ hai liên tiếp đá trọn 120 phút của U23 Việt Nam. Ngoài thủ môn Bùi Tiến Dũng, còn có trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lương Xuân Trường, tiền vệ Đức Huy, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng. Như vậy hiệp phụ thứ hai chỉ có 1 phút bù giờ. Thành Trung sẽ là cầu thủ vào sân để thay Phạm Đức Huy. Ở trận đấu trước khi được vào sân, Thành Trung cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cầu thủ Qatar trả lại bóng cho chúng ta. Quang Sò đã ra rất sát cầu thủ của chúng ta để yêu cầu các cầu thủ, các học trò của mình cần phải thi đấu chậm lại, chắc chắn và bình tĩnh khi mà thời gian đang gần hết rồi. Hết giờ, 120 phút của trận bán kết đầu tiên. Tương tự, Tiến Dũng, Hafib có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá của Akram Afif quả là quá hiểm, quá khó. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Al-Bakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó. Đó là một pha bóng xuất sắc của Al-Bakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Dujade bên phía U23 Qatar. Dujade không vào. Tuyệt vời.
Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng, khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên. Tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Al Bakri cũng như là ban huấn luyện của UEFA Qatar. Đúng là như vậy. Đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi Tiến Dũng về đá góc trái. Vâng. Tiến Dũng. Không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mesan. Loạt đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Trinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Trinh. Chúng ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy, khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Trinh đá tốt và vần này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện Park Hang-seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên. Số 13 của U23 Qatar. Đó là Andrej. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Andrej. Tiến Dũng. Không phải. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn, rất vừa vặn. Để chúng ta nó đang tạm thời có cơ hội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng. Chúng ta đang bước vào những thời khắc rất đặc biệt.
Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên. Còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh lừng lừng. Đã lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng. Tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Đó là sự thật. Thật không tin. Tuyệt vời. Đó là sự thật, không thể tin nổi. Trong những cái lặng người của U23 Qatar, đội bóng mạnh nhất giải đến lúc này, đội bóng toàn thắng là niềm sung sướng vỡ òa của U23 Việt Nam. Chúng ta lại tạo nên một kỳ tích nữa rồi. Không, phải nói là kỳ tích của kỳ tích. Đúng là kỳ tích của kỳ tích. Thì không thể tin nổi. Tôi vẫn đang nghĩ là chúng ta đang mơ. Nhưng đó là sự thật. Sự thật. Đối thủ nào ở trận chung kết với chúng ta bây giờ không là vấn đề gì nữa. Thật là hạnh phúc với những cổ động viên Việt Nam. Và có thể hiểu được những giọt nước mắt của Đức Trinh. Tiến Dũng rất mạnh mẽ nhưng cũng đã nhỏ lệ rồi. Người hùng của U23 Việt Nam trong sự thất thần của cao thủ U23 Qatar. Tôi tin rằng hàng triệu cổ động viên Việt Nam cũng đang khóc và hãy cùng sống trong khoảnh khắc quyết định của Văn Thanh. Tuyệt vời. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn đi một hành trình dài hơn những gì ông trải qua cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2002. Anh Dũng thấy không, hình ảnh Văn Thanh khoanh tay lừng lững, đứng một cách vĩ đại. Nó chính là hình ảnh của U23 Việt Nam. Hình ảnh chính xác là như vậy. Hình ảnh hiên ngang, không bỏ cuộc của U23 Việt Nam. Một tập thể luôn thi đấu hết mình, đoàn kết. Một ngày đong đầy cảm xúc của chúng ta. Chúng ta đã mang đến hết bất ngờ này đến thú vị khác cho người hâm mộ. Và không thể tin nổi là câu chuyện kỳ diệu lại kéo dài và đẹp đến thế. Tất cả cứ ngỡ như mơ. Tự hào quá Việt Nam ơi. Tự hào quá. Nhưng anh Cương ạ, trong giấc mơ dù là đẹp nhất thì tôi và có lẽ là rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới điều này. Chúng ta đến với giải đấu năm nay chỉ mong là có điểm thôi. Nhưng chúng ta đã có điểm, chúng ta đã có chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên, chúng ta đã vào đến tứ kết, đã đến bán kết. Và bây giờ là trận đấu cuối cùng đã nằm trong tay U23 Việt Nam. Ông Gede đang đến chúc mừng Đức Trinh, chàng trai đã khóc. Người đàn ông đã khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa. Đức Trinh đã thực hiện rất tốt và đó là một sự thay đổi cực kỳ chính xác của ông Park Hang-seo. Lại một lần nữa, lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta tung bay. Lại một lần nữa, hình ảnh tuyệt diệu của bóng đá. Giờ phút này thì tôi tin rằng có rất ít người có thể giữ được những giọt nước mắt của mình. Quá tuyệt vời, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích. Còn hơn cả một câu chuyện cổ tích, chắc chắn rồi.